Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh Việt Channel TV. Và hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đến tham quan chợ Sapa. Và bây giờ tôi sẽ cùng với các bạn cùng đi nhé. Ở đây trước mắt chúng ta là chợ mới Sapa. Chợ trung tâm Sapa mới, chợ chính, được xây dựng và sử dụng đầu năm 2015, nằm tại ngã ba từ Lào Cai đi lên rẽ sang Lai Châu, cách nhà thờ đá Sapa trung tâm khoảng 1,5 km. Khu chợ cũ trước đây nằm trên đường Cầu Mây và đang được chuyển sang mục đích sử dụng khác. Và đây chính là bên trong của ngôi chợ mới Sapa. Ở đây chúng ta thấy rất nhiều đồng bào họ đang bán cái đồ nông cụ mà người ta làm được, như dao, cung, nỏ. Trung tâm Sapa là nơi buôn bán cung cấp chính các mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày. Chợ được xây dựng với quy mô rộng rãi. Phía trước cửa chợ là bến xe Sapa. Khu nhà chợ trung tâm 2 tầng là nơi kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép, thổ cẩm, thuốc bắc, hàng lưu niệm. Phía sau là khu bán thực phẩm như thịt cá, rau củ quả Sapa. Chợ nằm ngoài rìa trung tâm nên tương đối xa, nếu đi bộ có thể bắt xe ôm khoảng 20.000 đồng trên người. Nếu có nhóm từ 2 đến 4 người thì gọi taxi đi khoảng từ 30 đến 40.000 đồng đi từ khách sạn. Phía trong trung tâm đi ra, và đây chính là những cái mặt hàng mà người dân tộc người ta làm được đấy các bạn. Đây chúng ta thấy có rất là nhiều dao. Ở đây có rất nhiều những cái mặt hàng. Chúng ta thấy có cả những cái flycam. Rất nhiều những flycam ở đây dùng cho trẻ con chơi thì được, chứ còn để cho người lớn để bay thì chắc là khó. Trước mắt chúng ta là một cô người du lịch miền xuôi để lên, rất là xinh gái. Ở đây họ bày bán khá là nhiều những cái mặt hàng bên Trung Quốc sang các bạn, những cái hàng điện tử như là đèn pin này. Đây là những cái hàng quần áo, thổ cẩm, trong đó cũng có cả hàng Trung Quốc đấy các bạn. Ở chợ Sapa này các loại thuốc bắc đặc trưng ở Sapa như là hoa cao, atiso, cây mật gấu, chè giáo cổ lang, hàng thổ cẩm như khăn, quần áo, tấm trải trang trí, các mặt hàng lưu niệm như khen, dao đi rừng của người Hờ Mông, chống mặt trời của người Dao Đỏ. Ngoài ra còn có các loại đồ chơi, đồ lưu niệm có xuất xứ từ Trung Quốc, đồ khô bán quanh năm như các loại hạt dẻ, rang, thịt trâu sấy khô. Vào mùa hè và giữa mùa thu là thời gian các loại trái cây đặc sản. Xung quanh chợ, người dân bán các loại trái cây Sapa như đào, lê, mận, táo mèo. Ở đây người ta bán rất là nhiều những cái khèn này các bạn. Ở kia có một cô đang trả 120.000 đồng một cái khèn, và anh chồng trả 140.000. Đây là cửa hàng thuốc bắc các bạn. Đây là những cây có từ trên cái vùng Sapa đấy các bạn, đặc sản đặc trưng của vùng luôn. Ở đây có một bà người dân tộc đang bán cây phong lan rừng. Bán với 300.000 một giỏ. Còn cô này thì đang bán cơm lam. Bên ngoài Sapa thì trời vẫn đang mưa. Ở đây đào ở đây thì nói chung là toàn là đào Trung Quốc mà sang các bạn nhé.
đào việc làm quả nó không to tới mức như này đâu. Thì người ta có bán hạt rẻ không làm. Ở đây những cái loại măng, măng rừng rất là nhiều. Hình như tôi thấy người khách du lịch vào lên đây cũng mua một bịch măng rừng mang về. Những cô gái dân tộc này thực ra rất là trẻ tuổi cho con. Trong đó có những cô 16, 17 tuổi tôi đã thấy họ bế con. Những cô đứa con kia chắc chỉ người 6, 17 tuổi thôi. Trên này người ta lấy vợ lấy chồng rất khá là sớm. Đây chợ rất là tấp nập, mặc dù là trời mưa. Trời mưa trên Sapa trời cũng khá là lạnh. Bên ngoài này thì người ta bán những cái hàng rau dại, thịt cá này. Và những cái cây rừng, những cây rễ rừng tôi cũng không biết nó là cây gì. Trời khá là mưa, người ta đang đội ô để đi chợ. Ở đây những cô gái người dân tộc Hồng Mông họ đeo những cái vòng mà họ gọi là bạc dân tộc ấy. Có thể những cái bộ quần áo mà có những cái bộ dây bạc đấy có thể lên tới mấy chục triệu bộ các bạn. Ở đây chính là cái khung cảnh của trung tâm thị trấn Sapa. Việt Nam đang chịu ảnh hưởng cơn bão số 3 này này. Phía trước chúng ta chính là một cái công viên ở trung tâm Sapa. Ở đây những cái đoàn xe du lịch khá là đông. Và rất nhiều những cô gái lên đây du lịch tham quan, họ đang chụp tấm hình lưu niệm. Đây chính là toàn cảnh khuôn viên của cái công viên của Sapa đấy mọi người. Ở phía bên đối diện chúng ta là những cái nhà hàng khá là sầm uất. Tí nữa tôi sang tôi quay cho mọi người cùng coi. Sapa rất nhộn nhịp. Ở Sapa này có một cái món đặc sản. Bên của Sapa chúng ta thấy có một cái tượng đài ghi bức thư của Bác Hồ gửi Nhi Đồng Sapa cùng Nhi Đồng xã Ba Lào Cai. Các cháu yêu quý, bác đã nhận được thư và hai cái gậy roi. Cảm ơn các cháu. Tuy bác ở xa nhưng lòng bác luôn nhớ đến các cháu. Bác khuyên các cháu giữ gìn kỷ luật và ra sức học hành. Cháu Lào chưa biết chữ quốc ngữ phải học cho biết. Cháu Lào biết rồi thì gắng sức, gắng giúp các anh chị em học cho biết, làm sao cho đồng bào ở xã ba ai cũng có thể biết chữ quốc ngữ thì bác sẽ vui lòng khen các cháu ngoan. Bác thay mặt cho anh chị em Nhi Đồng Hà Nội gửi lời thân ái thăm các cháu Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 1946, Bác Hồ. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan một vòng cái công viên này nhé. Ở đây là đứng trong công viên nhìn ra cái chợ tỉnh. Và đối diện chúng ta cái nhà kia chính là cái nhà ga của đi cáp treo đấy các bạn. Đây có các em bé người dân tộc họ cũng đeo cái vòng ạ, họ đi bán dạo. Trời khá là mưa. Vì trời mưa nên chúng ta thấy cũng khá ít người ra công viên để chơi. Chứ chúng ta là một cái đài phun nước đây các bạn. Công viên này các bạn. Ở đây rất là nhiều những căn nhà được xây theo kiến trúc của Pháp. Trong
công viên này người ta trồng rất là nhiều. Trong công viên này tôi thấy cũng có khá là nhiều cái bông hoa. Ở đây có cái tuyến xe buýt đi từ dưới thành phố Lào Cai đi lên Sapa, mất từ 26 đến 30 ngàn đồng một người một lượt. Đây chính là cái khu trung tâm ăn uống đây mà tôi vừa nói cho các bạn, rất là nhiều nhà hàng rất là sang trọng, nó có điểm điểm bán cà phê đây rất là lịch sự. Một không gian và một cây view ngắm cảnh rất là tuyệt vời. Ở đây chính là một cái góc khác của công viên. Người Pháp đã biến nơi này trở thành một cái thị trấn rất là sầm uất nghỉ ngơi của Việt Nam. Có một cái tháp bằng đá giải phóng huyện Sapa ngày 3 tháng 11 năm 1950, một di tích. Chúng ta sẽ cùng ngắm toàn cảnh thị trấn Sapa. Một căn nhà có kiến trúc kiểu Pháp đây các bạn. Rất đông khách du lịch đang ngồi uống cà phê. Về mùa này thì bà con dân tộc người ta bán rất là nhiều đảo. Tuy nhiên không phải là đảo Sapa đâu, mà đảo vẫn là đảo Trung Quốc đấy. Quả rất là to, mọc. Một dãy phố với nhiều những cái cửa hàng ăn uống rất là tiện nghi sang trọng. Nhà hàng rất là sang trọng. Ở đây có rất là nhiều những cái phía trước chúng ta chính là cái nhà hàng Lạc Việt. Chúng ta thấy rất là đông du khách Tây. Và đây rất là nhiều khách du lịch đây. Đây tôi đang đứng ở chợ tỉnh Sapa, thì tôi quay một cái khách sạn với những cái cửa hàng đồ uống này. Đây chính là cái khuôn viên của chợ tỉnh Sapa. Trời khá là mưa mà chúng ta thấy rất đông người ra đây để ngắm cảnh. Đã đi du lịch Sapa mà không may gặp trời mưa thì phải tranh thủ ra để coi cái cảnh Sapa như thế nào. Thì không phải lúc nào cũng lên được đây. Tôi cũng tranh thủ ra đây để quay cho mọi người coi. Và phía trước chúng ta là cái cửa sông, cái cửa của nhà ga. Nhà ga này sẽ có một cái chuyến tàu để đi ra chân của cáp treo. Trên người ta được đề chữ Sapa Station. Phía trước của chúng ta là hai cô gái ăn mặc với một bộ đồng phục khá là giống nhau. Thế nên là những cô này sẽ đi vào những nhà ga.
trời mưa này mà đi lên các treo để đi lên Phan Xipang thì tôi nghĩ rằng cũng không ngắm được nhiều. Và đây chính là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai, Trung tâm Thông tin Du lịch. Bên trong này một cửa rừng thông này thông ôn đới nha các bạn nhé. Cái lá của nó khá là nhỏ. Và đây chính là khu chợ đêm Sapa. Và đến đây tôi sẽ xin dừng video về chợ Sapa và trung tâm Sapa ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.